Hôm nay mình xin chia sẻ về cách làm trà kombucha hay là người ta gọi là trà bất tử hoặc là trà lên men. Thì cái nguyên liệu để làm thì rất là dễ, mọi người có thể dùng bất cứ cái loại trà nào mà tốt nhất để nuôi cái con men của mình tốt á, thì người ta thường hay làm trà đen hoặc là trà ô long. Mình thì mình cũng làm trà xanh, cái lá chè xanh của mình uống á. Nhưng mà với những cái nguồn mà mình biết là đừng có phun thuốc. Nếu mà mình lỡ mình mua thì mình về mình cũng ngâm rửa sạch sẽ để đảm bảo cái quy trình làm của mình nó sạch sẽ, để con men của mình nó sẽ tốt. Và thứ hai là đường, thứ ba là con men. Cái con men này là do mình làm rất là nhiều nên mình có rất là nhiều con men. Và những con men này mình để vào trong một cái hũ và cho một ít nước vào, mình để vào trong tủ lạnh thì mình được bảo quản được lâu. Trong quá trình mình bảo quản vậy thì những con men Scooby này nó sẽ được ngủ. Chỉ cần đổ nước và bỏ con men vào, đậy nắp kỹ, để trong tủ lạnh bảo quản được rất là lâu. Một cái bình thủy tinh và một cái bình để mình pha trà. Tất cả những cái quá trình mình làm trà là mình đều làm những cái vật liệu, thứ nhất là thủy tinh, hai là bằng sứ hoặc là bằng nhựa. Bằng nhựa thì chỉ là những cái dụng cụ để hỗ trợ mình múc đường hay là quậy lên, nhựa hoặc là bằng gỗ nha mọi người. Đừng có làm bằng muỗng inox, tại vì con men này nó không có chịu những cái đồ inox. Tại vì trong quá trình làm men này thì da u hay là liên quan đến men thì tốt nhất mình không nên làm bằng inox, tại vì nó sẽ không tốt cho con men của mình. Rồi mình chỉ cần bỏ trà vào bình và mình pha nước sôi vào thì trong khoảng 15 phút thì nó sẽ ra hết được cái lượng trà ở trong cái lượng trà. Mình sẽ được một bình trà như thế này. Sau đó mình sẽ lấy một lượng đường vừa đủ với cái lượng nước của mình. Thì cái này thì chúng ta với cái lượng nước này thì mình nghĩ là mình bỏ 5 muỗng là vừa, tại muỗng của mình cũng nhỏ ha. Tại vì thật ra mình lúc mình bỏ đường như thế này á thì là những con men này nó cũng sẽ ăn hết. Mình quậy cho tan đường. Tại vì cái trà này mình pha cũng khoảng 15 phút rồi, thế nên là cái trà nó cũng sẽ không còn nóng nữa. Cũng ở chế độ là nó cũng hơi ấm ấm thôi. Thì khi mình bỏ con men vào thì mình phải bỏ ở trong lúc là nó ấm thôi. Thật ra ấm thôi, nếu mình bỏ nước nó đang nóng mình mới pha xong thì con men của mình, cái con Scooby của mình sẽ bị chết. Nên mọi người sờ nó sẽ ấm thôi. Và cái nước này mình nếm thử nó vừa ngọt thôi. Thì mình vừa ngọt thôi thì mình bỏ, mình lấy cái con Scooby của mình, con giống á, người ta gọi là con men giống, mình sẽ cho vào đây. Scooby của mình nhiều lắm, giờ đầy tủ luôn đấy. Và cho một ít nước men nữa để tạo dung môi cho nó mau lên. Thì với nhiệt độ của mình á, thì với cái một cái lượng trà và đường như thế này mà với nhiệt độ ấm ấm như thế này á, nóng ở Việt Nam mình thì nó nóng, thì trong vòng khoảng 5 ngày thì con men của mình nó sẽ, cái hũ của mình sẽ được. Khi mà cái hũ của mình thành công á, thì mọi người sẽ thấy ở trên này sẽ có một lớp màng mỏng trắng nổi lên, như đấy là nó sẽ sinh ra một con của nó đó. Thì mình sẽ lấy cả con và con mẹ mình cũng sẽ để vào trong cái hũ như thế này, mình cất vào trong tủ lạnh, khi nào mình cần dùng thì mình sẽ lấy ra mình làm tiếp. Trong quá trình làm, nếu mà con mẹ nó già quá thì mình cũng nên bỏ đi ha, để cho cái lượng nước của mình nó sẽ ngon hơn, nó thanh hơn. Rồi, đây là quá trình làm con men F1. Nếu mà mọi người làm thành công thì sau đó mình sẽ có một loại thức uống rất là ngon và có lợi cho sức khỏe. Hôm sau mình sẽ chia sẻ thêm về cái quá trình pha chế kombucha thế hệ F2. Chúc mọi người thành công nha.